Tuần sau trong Nam xin giới thiệu đến quý anh chị Lam Viên. Đây là tập nhạc sinh hoạt gia đình Phật tử do Tuần sau trong Nam và gia đình Phật tử Hòa Từ hợp tác thực hiện. Trình bày sưu tầm bởi huynh trưởng Tịnh Hạnh và trình bày bởi huynh trưởng Quang Thông. Đây là tập nhạc, nó thuộc loại PDF file nhưng mà nó có audio. Thì xuống cái phần mục lục này đó, quý anh chị có thể bấm vô bất cứ cái bài hát nào và nó tự động nó dẫn tới cái bài hát đó cho mình ha. Ví dụ như đây là ba bài hát Bát Gia Trưởng. Mình bấm vào đó và sau đó mình mở cái loa này ra, bấm hai cái vào cái loa này và nó sẽ có âm thanh. Bác Gia Trưởng chúng em thật hiền, Bác Gia Trưởng chúng em thật vui, Bác yêu thương đoàn sinh lòng hoan hỷ, nâng đỡ gia đình với nụ cười thật tươi. Trưởng chúng em thật hiền, Bác Gia Trưởng chúng em thật vui, Bác yêu thương đoàn sinh lòng hoan hỷ, nâng đỡ gia đình với nụ cười thật tươi. Và đây là bài Nhảy Lửa. Chờ tí xíu để cho nó load cái bài nhạc lên, nó tải cái bài nhạc lên ha. Em ta mong cố chất tên cô vào đây lột chung đêm khi nghe tiếng chi tách tên cô đổ vào giữa chung thân tay nhau phóng quanh lửa trong khói xanh trong đêm bốc cao cầm tay bằng người ta chúc mừng đêm trăng tươi xua tan bóng đêm anh em ta vui đùa ca hát hát cho đời vui vui thật vui anh em ơi ta hãy lắc tay nghe ngàn buồn tiếng vang trong đêm khuya trong anh khói tiếng tôi đủ đầy rõ ràng đêm cho cao ngất cùng cao tăng to đưa lên bùng bùng ngất cao cùng cao ngất cùng cao tăng to đưa lên cao to đưa lên lên cao 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 càng cao vút bốc lên nào cao cao thật cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạc này đó, nó tại vì nó bao gồm trên 200 cái audio, cái âm thanh nhạc trong này, cho nên đó nó sẽ hơi nặng. Lúc mà quý anh chị download nó xuống, tải nó xuống thì nhớ để một cái thời gian, ít nhất là cũng vài ba tiếng đồng hồ trở lên nó mới có thể tải xuống được, tùy theo cái chất lượng internet của mình nó có mạnh hay không. Nếu anh chị muốn download cái này xuống thì hãy xem cái tìm cái link ở tủ sách Âu Lan, cái page tủ sách Âu Lan trên Facebook nha. Thank you anh chị.